Xin chào các bác nhé. Hôm qua bác nào chốt xịt cái đơn hai cặp vỏ thùng đẹp Onkyo V5 thì hôm nay để mời các bác xem cái clip này nhé. Hôm nay em lên một cặp vỏ thùng Onkyo V7. Cặp này thì nói thật là còn đẹp hơn cả cái cặp vỏ thùng ngày hôm qua. Con này nó đẹp từ cái căng, đẹp đến vỏ thùng. Đấy. Tất nhiên cái tiêu chí đẹp mà em nói thì nó vẫn là thuộc tiêu chí hàng bãi thôi các bác nhé, chứ không phải gọi là đẹp tuyệt vời như kiểu mới tinh được. Đấy. Tuy nhiên thì mới con hàng bãi mà vỏ thùng được về đẹp như này cũng rất là hiếm rồi. Đầu tiên thì em sẽ đo kích thước nhé, cho tất cả các bác và anh em mình. Cái kích thước lỗ của nó đến hết vành thì của nó là 13 cm. Kích thước lỗ bát ốc của nó là 12 cm. Cái kích thước lỗ vành trong, kích thước lỗ trong của nó thì là 11 cm. Đó, em đo thế để các bác biết được cái kích thước để các bác lắp loa cho phù hợp. Kích thước của cái vòng ngoài cùng của lỗ chép của nó là 10 cm. Đấy, 10 cm. Rồi kích thước của lỗ trong, lỗ trong của nó thì nó khoảng độ chưa được 6,5 các bác nhé. Kiểm tra lại này, đúng rồi, khoảng 6,5. Đó. Rồi em sẽ đo kích thước của thùng nữa nhé. Chiều cao, chiều cao con này là 27. Chiều sâu của con này là 26,5. Chiều rộng 15,2. Ê căng còn rất là đẹp. Hai con hôm qua căng còn xấu chứ hôm nay em về con ê căng còn rất là đẹp luôn. Đây, hôm qua cho các bác xem. Ê căng đây. Đấy. Rất đẹp rồi. Ít khi về những con ê con kiều thường nó rách những loại này, cái màng cái vải vải này nó hay bị rách lắm. Những con này thì nó không bị rách. Chỗ này là nó bẩn tí thôi có nhá. Đây bẩn thôi. Đấy, em vệ sinh thêm. Đánh lại tí là sạch thôi. Mới một tí xíu hơi chấm nhẹ rách ở góc này thôi, không đáng kể, anh em nhìn xa không thấy luôn. Đấy, nhìn gần thì thấy. Nói chung cái càng đẹp, cái càng này đẹp lắm rồi. Đấy. Loa đây. À vỏ thùng loa đây, xin lỗi. Ở trước đây. Đó, các bác nào có loa V7 mà thử xấu thùng thì các bác mua về thay nhá. Và các bác nào thích độ chế, các bác mà kích thước nó phù hợp với cái loa của các bác cũng để mua về để độ chế. Cặp này thì mỹ mãn rồi, đẹp mỹ mãn rồi. Đó. Mỹ mãn này các bác nhá. Đấy, thì mỹ mãn luôn. Tất nhiên thì có thể là một hai vết sứt nhẹ nhẹ thôi vì vận chuyển mà các không tránh được đâu. Theo thời gian sử dụng nhưng mà đương nhiên thì nó cũng cực kỳ ít ở cái cặp này luôn. Em nhìn qua còn không thấy. Nhìn kỹ thì có thể là cũng có nhưng mà nó không đáng kể. Đây, sau đây. Đẹp luôn. Cái trắng này là nó hơi sứt một tí xíu các bác nhá. Bác chàm tí keo 52 này là được. Rồi, cái chung cặp này là đẹp và cái vỏ thùng V7 này thì nói luôn anh em rất dễ mình độ chế loa, nó không có cái bàn ốp như thằng V5 đấy mà nó ốp liền luôn thì loa mình vừa kích thước là được, lắp vào là được, lắp cái căng vào nữa là ngon. Đấy, tất nhiên thì tiền nào của đấy, vỏ thùng đẹp thì giá thành nó cũng sẽ chênh một chút xíu so với những cặp vỏ thùng nó không đẹp. Đấy, cặp này thì em bán giá là 280.000 bao ship, 280k bao ship các bác nhé. Đấy, 280k bao ship một cặp. Đấy, bác nào lấy thì liên hệ với Zalo của Trung Kỵ Audio là số 0975 575 262. Có chú ý nhé, những đơn hàng nhỏ lẻ các bác chuyển khoản luôn nhé, em không nhận COD những đơn hàng nhỏ lẻ đâu. Đấy, chuyển khoản luôn em bao ship 280k. Đây ngoài đây em còn có mấy cái vỏ này nữa, không nọ em lên video rồi. Đấy, các bác chưa chốt thì em quay lại thôi. Đấy, ba cái vỏ này kích thước thì cũng gần ná như con kia. Đấy, nhưng mà vỏ này nó luôn là xấu. Thế còn các bác muốn quan tâm thì các bác nhắn tin em sẽ gửi link quay cụ thể cho. Ba con này em thanh lý là 250 thôi. Cả ba con 250 bao ship. Đấy, anh em nào cần lấy đi về độ chế làm nhé. Đấy, con này riêng một con này em bán 280. Đấy, cặp như này thường anh em ở trên Facebook anh em hay bán là 350 thì em chỉ bán 280 thôi. Bán YouTube em bán 280 thôi. Đấy. Rồi bác nào chốt thì liên hệ với Zalo 0975 575 262. Xin chào các bác.